tô Trung Quốc Emgrand S chạy lướt bán lỗ giật mình trên sàn ô tô cũ tại Việt Nam. Việc khó cạnh tranh trong phân khúc BSUV đô thị khiến xe Trung Quốc Emgrand S cũng xuống giá nhanh, dù mới chỉ chạy lướt vài nghìn km. Emgrand S là mẫu xe Trung Quốc mở bán ở Việt Nam cách đây 2 năm trong phân khúc BSUV đô thị. Emgrand S 2021 hiện hành được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, và đây cũng là phiên bản nâng cấp với nhiều thay đổi chất lượng so với chiếc xe nhập Trung Quốc, mở bán lần đầu vào tháng 7 năm 2020. Mới đây, một chiếc Emgrand S xe nhập Thái Lan đang được giao bán trên mạng xã hội. Được biết, đây là phiên bản cao cấp nhất của Emgrand S, đang phân phối ở thị trường Việt Nam là Emgrand S Lux Cộng. Mức giá niêm yết của Emgrand S Lux Cộng hiện hành là 628 triệu đồng, tăng 9 triệu đồng so với trước đây. Để lăn bánh mẫu xe này ở Hà Nội, khách hàng phải bỏ ra đến 725 triệu đồng. Trong khi đó, Emgrand S Lux Cộng chạy hơn 8.000 km hiện được giao bán với giá 635 triệu đồng có thương lượng và mức giá chốt sẽ vào khoảng 620 triệu đồng. Như vậy, chủ xe đã lỗ nguyên tiền đăng ký biển số vào khoảng gần 100 triệu đồng. Nguyên nhân chiếc xe này được giao bán vẫn chưa tiết lộ. Mẫu SUV đô thị này có kích thước lớn hàng đầu phân khúc BSUV với tổng thể lần lượt là 4.323mm x 1.809mm x 1.653mm, chiều dài cơ sở đạt 2.585mm. Là bản tiêu chuẩn, nhưng trang bị trên Emgrand S Lux Cộng là cụm đèn pha mới lên full LED trông sắc nét, lưới tản nhiệt mới hình lục giác và cụm đèn hậu LED có nhiều điểm thiết kế giống với phần đèn trước. Bên trong khoang lái, Emgrand S Lux Cộng cao cấp có các vật liệu nhựa mềm, bọc da pu giả vân carbon. Nổi bật là vô lăng đê cắt, màn hình cảm ứng trung tâm đã được cải tiến hiện đại hơn đời trước, với kích thước 10 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Động cơ trên chiếc xe Trung Quốc Emgrand S Lux Cộng 2021 là loại xăng hút nạp tự nhiên i4, dung tích 1.5 lít cho công suất 112 mã lực, mô men xoắn 150 Nm. Điểm thay đổi so với người tiền nhiệm, Emgrand S 2021 đã sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT có thể giả lập 8 cấp số ảo, với chế độ S thay vì hộp số 4 cấp. Nguyên nhân giao bán Emgrand S Lux Cộng 2021 được chủ nhân tiết lộ do đi nước ngoài, không sử dụng đến. Tại Việt Nam, Emgrand S cạnh tranh với Kia Seltos và Hyundai Creta.